Rồi chị em em có lên clip nha anh chị Đó thì một con F2 Tơ Tầm 8 tháng tuổi Con bò này thì chiều cao tầm mét mười mấy đó anh chị ơi Thì bao chân cẳng Bấu dồ bấu cẳng Nó xuống lúng xuống đột Bò thì bao ăn uống F2 bốn vú điều nha anh chị Đúng đó Đuôi một chùm luôn anh chị ơi Chân móng hoàn thiện Móng sò cụm đứng thẳng Bò bọc đẹp nha anh chị đó bốn chân kiền trắng đó anh chị ơi đó thì bò tầm 7 tháng tuổi đó thì con cái bên là con f 1 thì anh chủ nhà có con f 1 và con f 2 thì anh chị gần xa có ít vốn mình bắt con cặp bò cái tơ này về nuôi phát triển kinh tế đó thì anh chị thích thì cứ liên hệ số điện thoại em để cho màn hình đó thì con F1 á, thì chủ nhà bán là giá 13 triệu rưỡi còn con F2 chủ nhà bán là giá là 15 triệu nha anh chị thì hai hai con bò có giá 28 đó thì bò này bao ăn uống nha anh chị đó bông đẹp chân trắng anh chị ơi. hiền dạng bao ăn uống nó ăn cỏ nạm nạm luôn anh chị ơi. đó thì mình có ít vốn mình bắt cặp bò này nìa mình nuôi ghép nuôi nữa để con nuôi ghép nuôi lấy sữa là bao ok anh chị ơi đó thì kênh văn nuôi bò giống Long An thì em chuyên cung cấp bò sữa bò ghép châu bò dê đều có nha anh chị đặt số lượng bao nhiêu vẫn có nha anh chị đó thì giá cả phải chăng bò bao tật lỗi cho anh chị về nuôi được thì thôi đó thì giá cả hợp lý thì anh chị nhanh tay nhấc máy xuống thoại em để trên màn hình đó bò bao đẹp anh chị ơi đó về mình có thêm cám thêm cỏ thì bò mau lớn mình lớn mình bơm tinh anh chị ơi thành giống nuôi sinh sản lâu dài